ô tô nhập khẩu từ ASEAN được áp dụng mức thuế 0% đến năm 2027. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126 năm 2022, quy định biểu thuế xuất ưu đãi đặc biệt hàng hóa nhập khẩu từ năm 2022 đến năm 2027, theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Theo đó, ô tô có xuất xứ từ các nước thành viên ASEAN sẽ được tiếp tục áp dụng thuế nhập khẩu mức 0% đến hết năm 2027. Cụ thể, ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu từ 11 nước thành viên nội khối ASEAN đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 40% sẽ được miễn thuế nhập khẩu thêm 5 năm nữa. Để được miễn thuế nhập khẩu vào thị trường Việt Nam, ngoài việc đáp ứng tỷ lệ nội địa hóa, ô tô phải đáp ứng được các quy định về xuất xứ hàng hóa, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO mẫu D hoặc có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam năm 2022 đạt 176.590 xe với tổng kim ngạch 3,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% về lượng và 6,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn 2018 đến 2022, việc thực thi hiệp định ATIGA đã mở đường cho nhiều loại ô tô từ Thái Lan và Indonesia tràn vào Việt Nam, chiếm tỷ lệ từ 30 đến 35% tổng sản lượng ô tô tiêu thụ mỗi năm.